Sáng ngày 7 tháng 12, Trung tâm Chính trị quận tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 43. Được dự có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng, văn phòng quận ủy, các đồng chí giảng viên kiêm chức, đại diện phòng chính trị Bộ Tham mưu quân khu 3. Sau một thời gian học tập, 83 học viên là đảng viên dự bị thuộc 21 đảng bộ tri bộ cơ sở đã hoàn thành chương trình nội dung học tập. Các học viên được học tập nghiên cứu 10 chuyên đề theo giáo trình của Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn và một chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương các đồng chí giảng viên truyền đạt đầy đủ các nội dung của chuyên đề có liên hệ sát với thực tiễn của địa phương cơ quan đơn vị qua đó giúp học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh không ngừng phấn đấu tu dưỡng rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức xứng đáng với danh hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam Kết thúc khóa học, Trung tâm Chính trị quận cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập cho 83 học viên, trong đó có 53 học viên đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ 63,86%, 30 học viên đạt loại khá chiếm tỷ lệ 36,4%, 8 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập tích cực tham gia các hoạt động của lớp được biểu dương khen thưởng.